Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Ba Mặt TV. Hôm nay cuối tuần mình có đi ngang chỗ vòng xây chợ Bến Thành hồi xưa đó các bạn. Bây giờ mình đang đứng đây là tòa nhà, đây là kêu là công trình Tứ Giác Bến Thành các bạn ơi. Tòa nhà Tứ Giác Bến Thành. Tòa nhà công trình gì đó là Tứ Giác Bến Thành. Đây là mình đang đứng chỗ, giờ mình đi trong từ km mình đi ra các bạn. Đây là trận đạo nè. Giờ, hồi xưa ở đây nó có một binh lớn luôn các bạn. Và bây giờ ngay chỗ chợ Bến Thành này, nó có bùng binh mà giờ nó tháo ra luôn các bạn ơi. Không còn có bùng binh nữa. Từ ngã năm ngã sáu được rồi, chạy theo đằng xe đèn đỏ nữa, nó không còn như hồi xưa nữa, nó có vòng xoáy nữa. Giờ mình đang quẹo ở đây đường qua đường Hàm Nghi nữa các bạn, vua Hàm Nghi đang chạy lên trên là đường Hàm Nghi các bạn ơi. Ở nhà chờ xe buýt nó xây mấy chấm giữa mấy cái đường chỗ ngồi chờ xe buýt rồi các bạn, giống như tập trung đưa rất khách hồi xưa là bên kia nằm ngay bờ vòng xoay các bạn, mà bây giờ nó chuyển qua đây các bạn ơi. Đường Hàm Nghi tòa nhà tích go hồi xưa các bạn, hồi xưa là tòa nhà hiện đại của thành phố các bạn, và bây giờ thì lên mắt 81 nó chiếm vị trí rồi, chiếm ngôi rồi. Nhưng mà tòa nhà cao tầng nó có bãi đổ rồi xe trực thăng luôn các bạn. Tòa nhà Vitexco mấy năm trước nổi tiếng lắm, mà bây giờ thì không còn nổi tiếng như xưa nữa. Bây giờ họ nhắc tới tòa nhà hiện đại cao nhất của thành phố là bây giờ là Landmark các bạn ơi. Trong mấy năm mà và nó sống ngôi à, không biết vài năm nữa là cái tòa nhà nào nó sẽ sống ngôi Landmark thôi. Ở đây là ngã tư Bắc Tơ các bạn, ngã tư Bắc Tơ Hàm Nghi, một trong những tuyến đường đắc địa nhất của thành phố Hồ Chí Minh các bạn ơi. Các bạn thật khó. Hướng ra Tôn Đức Thắng quẹo phải các bạn, trước là Tôn Đức Thắng rồi, cùng trước có những cái tòa nhà lâu đời cũ lắm rồi các bạn, nhà nằm đây xưa giờ. Võ Văn Kiệt các bạn, Âu Tùng Mậu, Võ Văn Kiệt. Chui dưới gầm cầu Khánh Hội các bạn ơi, hai bên hai hàng bom đẹp quá rồi. Graffiti vẽ hoành hoàng. lòng hoa giống như hoa giấy kìa. Đua
bữa nay đâu có đừng có giải đua giữa mình giờ này rất tốt rồi quá. Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh các bạn ơi. Lên nhận giải à. Buông cắt tóc các bạn ơi. Rồi còn vô địch nhất nhì ba. Xe ở đây bạn mới nhiều khi nó bị khó. Kính thưa quý vị, và đây là ba đơn vị đã xuất sắc nhất ở nội dung quyền 20 năm ở hạng A với huy chương vàng dành cho trung tâm thể thao quận Bình Thạnh, huy chương vàng thuộc về em và huy chương đồng thuộc về trung tâm văn hóa thể thao quận Phú Nhuận. Xin một tràng pháo tay cho các đội đã thi đấu xuất sắc ngày hôm nay. Hấp dẫn ngàn quá mà. Có những trung tâm thể thao thi đấu thì ấy tí xíu thôi mà lại ít nay ít gian hàng gì ẩm thực dễ quá. Thức thắm trần thực đạo đây là tượng Đức Thánh Trần Đạo các bạn. Đây nó tạo thành một cái dòng xoay luôn các bạn ơi. Dòng xoay xung quanh chợ Đức Thánh Trần Đạo. Này là công trường Nguyễn Linh nha các bạn. Này cũng
đông lưu lượng xe các bạn ơi. Bữa nay cuối tuần này, giờ này cuối tuần thứ bảy đông lưu lượng xe đi qua khu này đó. Demon còn nhà Demon giờ mình quẹo vô đường phố đi bộ Nguyễn Huệ các bạn. Ở dưới đất nó lót đá các bạn ơi. Đường đây là lót đá đường Nguyễn Huệ giờ này vắng. Chính giữa các bạn, chính giữa là phố đi bộ Nguyễn Huệ. À, hai bên là nó lót đá viên nhỏ nhỏ này các bạn. Xe là vẫn còn chạy được. Ngô Đức Kế. Giờ này nắng quá không ai đi đi chơi ở phố đi bộ. Có nhóm đang tập nhảy đang nhảy ở phố đi bộ. Bạn trẻ đang nhảy phố đi bộ mà trời nắng quá. Trời nắng quá nắng các bạn ơi. Uầy. Chim bồ câu. Wow. Nguyên cái đàn chim bồ câu các bạn. Chim bồ câu đang ăn các bạn ơi. Đây là chim bồ câu các bạn. Đây. Giờ này ít người nó xuống, nó xà xuống nó ăn các bạn. Chứ chiều lại đông cái là nó không có xà xuống ăn được các bạn. Nó đậu lên mấy cành cây này quá, có cái nhà nào để cho nó ở không biết. Xe buýt hai tầng, xe buýt mũi trần giờ này cũng có chạy mà ít người đi các bạn, mà cách chủ yếu là chủ yếu là giờ này là đội nón vô nắng gì nào. Còn bên này là một chỗ đó là còn xây phun nước các bạn. Mình vô đi ăn, nó đi đang đi ăn ở dưới này này các bạn, biết ăn dưới đường Lê Lợi là với nó làm nay nó xong rồi làm đài phun nước đẹp các bạn ơi. Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, còn đây là Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Nằm trên đường Lê Thánh Tôn đây. Này đường một chiều các bạn ơi. Nguyên
cái vàng qua sứ này lâu đời lắm các bạn, góc nào cũng thấy bự chà bá luôn. Rồi, video này mình xin kết thúc ở đây nha các bạn. Các bạn thấy hay thì cho mình một đăng ký kênh, một like, một chia sẻ để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Đây có